Chào mừng anh chị các bạn đã quay trở lại với Hải Đường TV và hôm nay hãy cùng Hải Đường khám phá một căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án The Mark Q có giá bán cực kỳ tốt, chỉ 21 tỷ all in với diện tích là 110 m2, tính ra là chỉ có 190 triệu trên 1 m2. Và căn hộ này thật sự là một cái gì đó Đường cảm giác là đang phải chia sẻ tâm trạng với chủ nhà, bởi vì chủ nhà là một người đang rất là cần tiền và họ cần thanh lý căn nhà này. Tính ra mức giá của căn nhà này đang thấp hơn so với mức giá mua từ chủ đầu tư giai đoạn đầu là khoảng hơn 1 tỷ nha anh chị các bạn. Và đây là một trong những cái cơ hội đầu tư cũng như là một cái sản phẩm bất động sản anh chị lên sở hữu theo cái kinh nghiệm của Hải Đường. Và Hải Đường sẽ chia sẻ về dự án này ở khúc cuối video để anh chị có thể nắm được tình hình của dự án này. Tại sao một cái dự án như vậy mà lại có mức giá phản lỗ như hiện nay. Rồi, chúng ta đi vào căn nhà trước đi. Ở đây chúng ta có không gian nhà bếp nha anh chị các bạn. Được chia ra không gian, bên đây chúng ta sẽ có bếp ướt ha. Và ở đây là không gian bếp nè, không gian lò nướng nè, không gian hút mùi nè. Và đặc biệt là chủ đầu tư Hồng Kông Len, họ thiết kế rất là chỉnh chu và cân nhắc. Bên đây chúng ta sẽ có không gian để máy giặt, máy sấy cũng như một nhà vệ sinh dành cho người chế biến đồ ăn ở đây. Rồi, mời mọi người qua đây. Qua đây thì chúng ta có không gian phòng khách ha. Không gian phòng khách cũng rất là rộng và thoáng, kết nối với nhà bếp. Chỗ này chúng ta có thể để một cái bàn ăn, chỗ này để sofa phòng khách, tivi phía này. Và đặc biệt là chủ đầu tư Hồng Kông Land họ cũng rất là chỉnh chu, sẽ có hệ thống smart home với cái một chiếc gương thông minh ở đây nha các bạn. Và phía đây là cái cửa bước vào nhà nè, chúng ta sẽ có tủ quần áo ở đây. Sorry mọi người, tủ sẽ có một cái tủ giày dép ở đây nha. Rồi, ra đây thì chúng ta sẽ có ban công với tầm view thoáng ra ngoài. Tuy nhiên là chủ đầu tư Hồng Kông Land họ thiết kế cái ban công nó hơi nhỏ chút xíu. Nhưng mà mọi người có thể thấy là độ cao trần rất là cao, nhà rất là thoáng ha. Rồi đây là căn 3 phòng ngủ thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ nó xếp nối dài ở đây. Rồi bên đây chúng ta có một phòng ngủ nè. Mời mọi người vào. Thì đặc biệt là căn nhà này là chủ nhà mua từ giai đoạn đầu và sau đó để trống tới bây giờ luôn nha. Không hề cho thuê cũng không cho ai ở hết. Nên thành ra anh chị các bạn nào mà mua căn này thì giống như là mua một căn nhà mới hoàn toàn. Mọi người có thể thấy là phòng ngủ này được thiết kế cũng rất là chỉnh chu với độ cao trần rất là cao. Và chúng ta có một hộ kính lớn ở đây ha, để tối ưu tầm view ra ngoài. Thì về ban ngày á, thì tầm view này nó sẽ chưa được đẹp lắm. Chúng ta sẽ thấy một số ngôi nhà lụp xụp ở khu vực quận nhất. Và chúng ta vẫn thấy được một số công trình biểu tượng ở xa như là Mắc 81 này, Vinhome Ba Son này, Grand Marina. Thì thật sự là tầm view này về ban ngày thì nó chưa thật sự là chill lắm. Nhưng mà về ban đêm á, thì nó sẽ lung linh và đẹp hơn nha mọi người. Rồi mà mọi người qua bên này. Bên đây chủ đầu tư thiết kế cũng rất là tinh tế rồi. Chúng ta có không gian làm kho nè, một nhà vệ sinh dùng chung cho hai phòng ngủ nhỏ. Bên đây là một phòng ngủ nhỏ nữa nha mọi người. Rồi mời mọi người vào phòng ngủ master. Bước vào phòng ngủ master mọi người sẽ cảm thấy được không gian rất là rộng và cũng như là hộ kính nó lớn hơn phòng ngủ nhỏ ha. Để tối đa tầm view ra ngoài. Thật sự nếu mà nằm ở đây nhìn ra không gian lắm 81 về ban đêm á, thì mình nghĩ cũng rất là thư thái ha. Rất là chill về tâm trạng. Rồi phía đây chúng ta cũng có hệ tủ và quần áo đầu tư rất là chất lượng nha mọi người. Nè. Mình thì đã từng đi bán phụ kiện của Hubler Blum rồi nên thành ra là mình thấy những cái phụ kiện trong các tủ quần áo của chủ đầu tư cũng đầu tư rất là chất lượng nha mọi người. Từ những cái bản lề, những cái ray chấn, những cái thanh này đều của Hubler hết. Thì nó cũng rất là giá trị. Rồi bên đây thì chúng ta có một vụ tắm đứng bên này, nhà vệ sinh bên này và một bồn tắm. Tuy nhiên là mọi người vào đây nè, mời mọi người vào coi ha. Có cái điểm này là một điểm trừ mà mình nghĩ rất là dở trong thiết kế, thì không biết công ty nào thiết kế hết. Nhưng mà cái bồn tắm nó rất là nhỏ, nó giống như cái bồn rửa chân thì đúng hơn đó. Cái này chỉ là bồn tắm cho em bé thôi, chứ người lớn thì không thể nào nằm vừa cái bồn tắm này được. Đặc biệt là với không gian phòng ngủ master thì một cái lavabo ở đây nó cũng tương đối là gọi là ấy, phải đúng là nếu mà cao cấp á, chúng ta lên thiết kế làm sao để hai là chỗ lavabo ở đây bỏ cái bồn tắm này đi cũng được nha. Thì tại vì với những cái sản phẩm cao cấp thì đối tượng khách hàng có thể là những người nước ngoài. Người nước ngoài thì cái chiều cao họ khá là cao, nhưng cái bồn tắm đó nó chưa phù hợp. Ok, mình đã cùng các bạn chúng ta đi khám phá một phòng căn hộ này rồi. Thì mình sẽ chia sẻ thêm về kinh nghiệm cũng như là những cái tâm sự của mình về dự án này. Thì thật sự là dự án The Mark Q là một dự án sở hữu vị trí rất là đẹp. Thiết kế những cái len khép bên ngoài tòa nhà ha, cũng rất là đẹp, rất là hiện đại. Căn hộ cũng rất là cao cấp. Nó cũng ở mức phân khúc cao cấp ngang với The Mark Q
À sorry mọi người, là ngang với The Metropole, The River và The Opera. Vâng, nó cũng thiết kế trần cao, máy lạnh, âm trần, tủ đúng rất là đẹp. Tuy nhiên, dự án này có một cái mà mình nghĩ là thất bại. Khi giai đoạn mở bán là các đại lý phân phối, rồi các đơn vị ở chủ đầu tư chưa biết cách làm thị trường để cho cái sản phẩm này nó trở lên hot hơn, để bán hàng tốt hơn. Thì đâu đó chủ đầu tư hiện tại vẫn còn một lượng hàng tương đối lớn chưa được mở bán ra các bạn. Và họ đã có những cái giai đoạn là họ đã giảm giá các căn hộ trong giỏ hàng của chủ đầu tư tới 25%. Điều này nó đã phá vỡ cái thị trường thứ cấp. Và ngoài ra là hiện tại cái sản phẩm ở đây không có nhiều môi giới tham gia vô cho thuê, phân phối, chuyển nhượng lại, làm cho thị trường nó không có sôi động, làm cho những cái nhà đầu tư trước đây và những cái khách hàng sở hữu căn hộ họ rất khó để có thể thanh khoản bán ra. Thì đây là một cái điểm yếu của dự án này. Thì Đường nghĩ là nếu mà như các dự án của các chủ đầu tư khác, họ sẽ bán hàng tốt, sau đó khi nhận bàn giao nhà thì họ sẽ cố ý tung cái data thông tin chủ nhà ra rồi để cho các môi giới bên ngoài họ làm thị trường thứ cấp, làm cho thị trường sôi động hơn, giúp cái giá cả của các căn nhà nó tăng lên. Tuy nhiên là những chủ đầu tư nước ngoài thì họ luôn yếu cái việc mà tạo các kênh phân phối bán hàng, tạo thị trường, làm cho cái giá trị của căn hộ ở đây nó, cái mức giá bán nó chưa xứng đáng với cái giá trị. Thì như cái căn này Đường nghĩ là mức giá 21 tỷ all in là mức giá cực kỳ tốt nha, với căn 3 phòng ngủ mà căn góc nữa nha. Nên anh chị các bạn nào có nhu cầu thì lên cân nhắc. Và ngoài ra Hải Đường cùng với Sun Home, đội ngũ Sun Home đang làm thứ cấp cho thuê tại thị trường The Marquee cũng như là toàn bộ thị trường ở khu vực trung tâm. Nên anh chị các bạn nào mà chủ nhà đang có nhu cầu cho thuê hoặc chuyển nhượng lại tại Marquee, hay gửi cho Hải Đường, thì Đường sẽ cố gắng làm truyền thông, làm marketing để có thể giúp anh chị các bạn mà bán nhanh, bán được với mức giá tốt nha. Cảm ơn anh chị các bạn, hẹn gặp lại anh chị các bạn trong các video tiếp theo.